theo đông y xài đất vị ngọt hơi chua tính mát có tác dụng thanh nhiệt tiêu độc chữa viêm tấy ngoài da mụn nhọt bắp chuối rôm sể chốc đầu đau mắt giải độc xài đất là loại cỏ sống dai mọc lan trên mặt đất thân lan tới đâu dễ mọc tới đấy thân màu xanh có lông trắng cứng nhỏ lá gần như không cuống mọc đối hình bầu dục thon dài hai đầu nhọn có lông nhỏ cứng ở cả hai mặt hoa nhỏ cánh hoa màu vàng tươi cây mọc hoang ở nhiều vùng trong cả nước Xài đất được dùng toàn cây tươi hoặc khô bỏ dễ để chế biến thuốc. Thu hoạch quanh năm, tốt nhất vào tháng 4 năm, lúc cây đang ra hoa, cắt sát gốc, tưới nước, bón phân sau 15 ngày lại thu hoạch được. Xài đất vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, chữa viêm tấy ngoài da. Thành phần hóa học, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cây xài đất chứa nhiều chất mang dược tính tốt cho cơ thể. Ngoài ra còn có các tinh dầu và muối vô cơ. Theo đông y, xài đất vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, chữa viêm tấy ngoài da, mụn nhọt, bắp chuối, sưng vú, rôm sẩy, chốc đầu, đau mắt, giải độc, cầm ho, mát máu, thường được dùng chữa cảm mạo, sốt, viêm họng, viêm phế quản phổi, ho gà, tăng huyết áp, chỉ giò, phòng sởi, mụn, nhọt. Dưới đây là một số bài thuốc từ cây xài đất. 1. Chữa rôm sẩy trẻ em, xài đất vò nát, pha nước tắm cho trẻ. 2. Chữa sốt cao, xài đất 20-50g, giã nát, pha với nước uống, bã đắp vào lòng bàn chân. 3. Chữa sốt xuất huyết, xài đất tươi 30g, kim ngân hoa 20g, lá chắc bá sao đen 20g, củ sắn dây 20g có thể dùng lá sắn dây, hoa hòe sao cháy 16g, cam thảo đất 16g. Sắc uống ngày một thang. Nếu sốt cao, khát nhiều, thêm củ tóc tiên mạch môn 20g. 4. Chữa viêm cơ bắp chuối, xài đất tươi 50g, bổ công anh 20g, kim ngân hoa 20g, cam thảo đất 16g. Sắc uống ngày một thang kết hợp với xài đất tươi, dã nát, đắp tại chỗ nơi bị sưng đau. 5. Chữa viêm tuyến vú, xài đất 50g, bổ công anh 20g, kim ngân hoa 20g, thông thảo 20g, cam thảo đất 16g. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. 6. Chữa viêm bảng quang, xài đất tươi 30g, bổ công anh 20g, mã để 20g, cam thảo đất 16g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 3 lần. 7. Chữa mụn, lở, chàm, xài đất 30g, kim ngân hoa, lá 15g, khúc khắc 10g, ké đầu ngựa 12g, cam thảo đất 16g. Sắc uống ngày một thang. Xài đất giã nát để đắp lên mụn lở lại càng tốt. 8. Hỗ trợ chữa ung thư môn vị, xài đất 30g, bán chi liên 30g, bạch hoa xả thiệt 30g. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. 9. Dự phòng sởi hoặc bạch hầu, dùng 15 đến 30g cây khô, dạng thuốc sắc. Liên tục trong 3 ngày. 10. Chữa viêm chân răng, xài đất 30g, huyền sâm 10g, bán liên biên 15g, sắc uống. 11. Chữa ho gà, ho da máu, huyết áp cao, dùng 1 năm trừ 30g cây khô, dạng thuốc sắc. Liên tục trong 3 ngày. 12. Bệnh ban độc, ban trái trẻ em, bệnh thường biểu hiện sốt nhức đầu, sốt về chiều, về đêm, sốt xuất huyết. Xài đất 6g, trùn hổ chế 3 con, cỏ mực 4g, nhãn lồng 4g, bạc hà 4g, thạch cao 2g, đổ 600 ml nước, sắc còn 200 ml. Chia làm 3 lần uống trong ngày.